Chào. Sáng nay trời mưa anh em ơi, nhưng mà vẫn chạy nha. Ô, hai cây thôi. Thì ngày hôm nay tôi xuất phát tới Cao Bằng luôn. Nhưng mà trước khi đến Cao Bằng thì tôi sẽ tới một địa điểm cực kỳ đặc biệt ở Lạng Sơn. Đó là đỉnh Mẫu Sơn. Và đỉnh Mẫu Sơn cực kỳ đẹp nha. Tôi thấy trên hình thì đẹp lắm. Tôi sẽ tới đó vào ngày hôm nay, kế hoạch là vậy. Nhưng mà bị cái trời mưa, cái là mấy cô chú nói là trời mưa thì nó không đẹp lắm đâu. Nhưng mà cứ tới đi, hy vọng là nắng lên thôi. Thì Mẫu Sơn xong cũng tôi cũng sẽ đi chung với anh Isaac luôn. Tôi rủ anh hôm qua rồi. Thì xong điểm đó là chắc kết thúc hành trình của anh em đó. Thì chia tay tôi sẽ đi lên Cao Bằng. Cao Bằng xong tới Hà Giang rồi tới Sa Pa. Rồi Sa Pa chắc làm tình nguyện viên 2-3 ngày gì đó. Rồi không biết còn đi tỉnh nào nữa không. Tôi sẽ về Hà Nội. Sắp đến hồi kết rồi anh em. Tôi đang ở chùa Tam Thanh. Bây giờ thì đang mưa cũng không lớn lắm mà nói chung là nó không hết, nó không ngớt á. Thì khả năng cao là ở Mẫu Sơn cũng mưa luôn. Nhưng mà chắc chắn là sẽ tới Mẫu Sơn để coi nó như thế nào. Thì sẽ chạy hành trình đó. Tôi đang dừng lại để đổ xăng cho anh Isaac nha. Thì nói chung là bữa nay sương mù thiệt anh em ơi. Mưa nên là nó sương hơi nhiều nhưng mà chạy vẫn rất là đẹp nha. Và cũng lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cái lạnh của Đà Lạt. Cái lạnh giống như Đà Lạt thôi chứ không phải của Đà Lạt nha. Vì ở đây nó cao thì cũng ngang đó. Lên mấy đỉnh núi thì hơn nữa. Yeah. Thì sắp tới rồi, đổ xăng cho anh một cái. Rồi khám phá thôi. Ok, tụi tôi đã tới được Mẫu Sơn anh em ơi. Nhưng mà nó trắng xóa không thấy khỉ gì chứ. Yeah, nhưng mà cũng là trải nghiệm thú vị nha. Đầu tiên mà cái mình không thấy con khỉ gì hết trơn luôn, không thấy cái gì luôn đó. Nó trắng xóa như một tờ giấy luôn đó. Thì bây giờ chiều thôi tụi tôi cũng mua đồ ăn trưa lên đây rồi. Thường thường là người ta lên đây lên trên đỉnh này rồi người ta ngắm cảnh đồ ăn trưa cho với nhau. Rất là chill không? Nghe cô quản lý ở homestay nói với tôi vậy đó. Thì kêu tôi mua đồ ăn lên đây ăn đi. Thấy cái là bữa nay sương mù rồi anh em ơi. Nhưng mà nó cũng đặc biệt lắm nha. Ok, chill thôi. Có sao chứ vậy. What's this on the dog? Meat. Meat? Mm-hmm. It's like minced meat. I know, I feel bad because I ask every time. But everything looks like peanuts. Yeah. Chúng tôi chuẩn bị tham gia một bộ phim kinh dị mà những nhân vật chính chính là ba đứa. Mọi người có thấy cái gì không? Chỗ này là cũng bỏ hoang sao rong rêu không à, và thêm sương mù vô nữa à, nó y gan trong phim luôn. Yeah.
buổi chiều anh em ơi. Hồi nãy cái lúc ở trên trên Mẫu Sơn thì tôi hết pin là về nhà thì cô thì sau đó thì cũng về nhà nghỉ ngơi một tí, ban đầu tính là ngủ nhà không đó, mà anh Isaac anh muốn đi thêm vài điểm nữa thì để anh đi mình thì cũng buồn thôi, ba người ba anh em đi chung tiếp thì đó đi thăm mấy cái cửa khẩu thôi. Thì ban đầu tính đi hai cửa khẩu Hữu Nghị với Tân Thanh, nhưng mà Hữu Nghị thì không được vô, giờ chỉ có Tân Thanh thôi, là ở đây đó là sao tôi đó, là bên đó là Trung Quốc ở đây anh em, công nguyên cái tòa sạn Trung Quốc cho bá lửa ở đâu đây nè. Thì cũng không thấy người Trung Quốc nữa trơn á, chỉ tới cửa khẩu thôi, biết ra bên kia Trung Quốc cũng được rồi. Cũng vui, nhưng sáng giờ vui lắm nè, sáng giờ là một quãng đường dài luôn đó, đi liên tục luôn, hết chỗ này đến chỗ khác ba anh em. Vui. Thì tối nay cũng có kế hoạch nữa để tận hưởng ngày cuối cùng ba anh em chung với nhau, thì nấu ăn thôi. Tôi bước không có thôi. Thì tôi lên kế hoạch cho buổi nấu ăn tối nay. How many times have you all made this dish so far on your trip? First time? This one is my second. Second time I get it. Oh, sweet. I didn't know if this was something you had all the time, like every week. But my first time making this, the first fish that is broken, like, all up, and you can see the shape of the like a fish anymore. Oh really? Yeah. This was after cooking it or after buying it? After cooking it. Oh. But this song is way more better. Good, good. And I'll send it to my mom. Oh yeah. Mai còn của quý anh luôn chưa? Mai thì em lại định.